Vâng, còn bây giờ chúng ta sẽ đến với tiết mục Cà phê Hotline trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến việc bé 3 tuổi bị ngã tại cơ sở mầm non độc lập Tư Thục, nhà xanh 1, ngôi nhà xanh 2, có địa chỉ tại số 6869 dãy FTT4, khu đô thị thành phố Giao Lưu, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, mà kênh truyền hình VTC9 của chúng tôi đã từng phản ánh. Ủy ban nhân dân phường Cổ Nhuế 1 đã ban hành thông báo về việc chấm dứt hoạt động của hai lớp mầm non này. Tuy nhiên, cơ sở mầm non này vẫn ngang nhiên hoạt động bất chấp chỉ đạo của chính quyền địa phương. Trước đó, ngày 11 tháng 4, Ủy ban nhân dân phường Cổ Nhuế 1 đã ra văn bản thông báo yêu cầu cơ sở mầm non độc lập Tư Thục ngôi nhà xanh 1 và ngôi nhà xanh 2 chấm dứt ngay hoạt động tiếp nhận, trông giữ, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ, tháo dỡ toàn bộ hệ thống biển hiệu quảng cáo có liên quan đến cơ sở mầm non ngôi nhà xanh 1, ngôi nhà xanh 2, đồng thời yêu cầu chủ cơ sở mầm non này thông tin ngay đến toàn thể phụ huynh và học sinh cũng như giáo viên, nhân viên của cơ sở về việc cơ sở mầm non này phải đóng cửa. Đây cũng là một cơ sở của hệ thống mầm non Leo da Vinci. Tuy nhiên, theo phản ánh của phụ huynh, tại cổng cơ sở mầm non này không có bất kỳ một thông báo nào về việc cơ sở phải đóng cửa. Từ 7 giờ 30 phút sáng hàng ngày, nhiều phụ huynh vẫn đưa con tới đây để gửi, các cô giáo vẫn ra cổng đón học sinh. Liên quan đến sự việc, đại diện Ủy ban nhân dân phường Cổ Nhuế 1 cho biết đã mời đại diện cơ sở mầm non này lên làm việc và nếu cơ sở không chấp hành thì sẽ có những bước xử lý tiếp theo. Trước đó, một phụ huynh trú phường Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội tố cáo về việc con trai 3 tuổi bị ngã gãy xương chân trái tại lớp học Mars của mầm non Leo da Vinci số 6869, biệt thự TT4, thành phố Giao Lưu, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thuộc hệ thống giáo dục Leo da Vinci. Tuy nhiên, nhà trường lại thiếu trách nhiệm khi xử lý trẻ tai nạn chấn thương trong lớp học.